chắc hẳn ai trong chúng ta đều đã tự đặt ra câu hỏi rằng liệu thời gian có thực sự tồn tại. Và chính sự tồn tại của thời gian là một trong những bí ẩn vĩ đại nhất của vũ trụ. Không cần phải bàn cãi gì nữa, thời gian là một trong những bí ẩn lớn nhất của vũ trụ mà các nhà tư tưởng, nhà triết học, nhà khoa học và cả chúng ta, những người bình thường cũng từng suy xét đến sự tồn tại của nó từ rất lâu. Vậy chính xác thì thời gian là gì? Chúng ta có nhiều định nghĩa về thời gian, chẳng hạn như tiến trình tồn tại và các sự kiện liên tục không xác định trong quá khứ, hiện tại và tương lai như chúng ta biết là tồn tại đồng thời. Tập hợp các sự kiện có thể được xếp theo thứ tự từ quá khứ qua hiện tại, rồi đến tương lai, đây còn là đơn vị đo độ dài của sự kiện và khoảng cách giữa các sự kiện đó. Một lượng liên tục và đo lường được trong đó, các sự kiện xảy ra nối tiếp nhau từ quá khứ sang hiện tại đến tương lai. Và còn rất nhiều định nghĩa khác được con người đặt ra. Nhưng thật không may, không có một khái niệm nào có thể định nghĩa chính xác và cho đến tận bây giờ, chúng ta vẫn không thể nào biết được thời gian rốt cuộc là gì. Mặc dù vậy, phần lớn mọi người đều đồng ý rằng thời gian là một thể liên tục theo sơ đồ quá khứ, hiện tại, tương lai cùng các sự kiện xảy ra một cách không thể đảo ngược và cũng không thể tránh được. Điều này có nghĩa là chúng ta đồng ý rằng thời gian có tồn tại và sự tồn tại của nó có vẻ là điều gì đó vô cùng hiển nhiên và thực tại. Bởi vì mỗi ngày chúng ta sống, chúng ta làm việc theo lề lối như đi học, đi làm, ngủ. Mọi thứ được đặt vào cái khung thời gian để cuộc sống của chúng ta dễ dàng hơn, cũng như có kỷ luật hơn. Tuy nhiên, nhiều nhà vật lý không đồng tình với quan điểm trên. Họ cho rằng thời gian không hề tồn tại. Nó chỉ là một ảo giác được tạo ra trong tâm trí con người và chỉ có sự tồn tại của nó được mã hóa trong ý thức chúng ta. Đối với chúng ta, thời gian đang trôi và chúng ta thường nói rằng thời gian đang trôi qua, tôi phải đi rồi. Nhưng theo quan điểm của các nhà vật lý học, thời gian không trôi hay đi qua, nó chỉ đơn giản là tồn tại ở đó như vậy. Ngoài ra, thời gian không vận hành như một chuỗi các sự kiện đã xảy ra, đang xảy ra ở hiện tại hoặc sẽ xảy ra trong tương lai. Những sự kiện này là một phần của thời không bốn chiều và chúng đã đồng thời tồn tại ở đó rồi. Nhưng một số chúng đã diễn ra, một số đang diễn ra và một số cho đến bây giờ vẫn còn là điều bí ẩn lớn đối với chúng ta. Con người tạo ra khác biệt giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, nhưng như nhà khoa học vĩ đại Albert Einstein từng nói, sự khác biệt giữa quá khứ, hiện tại và tương lai chỉ là một ảo tưởng dai dẳng đến ngoan cố. Ngay từ thế kỷ 17, Andreas Sirius, một linh mục thiên chúa giáo và thầy thuốc người Đức, nổi tiếng là một nhà thơ tôn giáo huyền bí cũng đã nói rằng thời gian tạo ra từ chính bạn, chiếc đồng hồ kêu tích tắc trong đầu bạn. Khoảnh khắc khi bạn ngừng suy nghĩ, thời gian chắc chắn ngừng lại hoàn toàn. Vài thập kỷ trước, hai nhà vật lý lý thuyết người Mỹ là John Archibald Wheeler và Bryce Dewitt cũng đã giới thiệu các nghiên cứu về hố đen và phát triển phương trình có tên là phương trình Wheeler-Dewitt cho thấy thời gian tồn tại theo một cách thức khác. Nhưng phương trình này từng gây tranh cãi trong thời gian dài vì các nhà khoa học lúc đó khó lòng chấp nhận rằng thời gian không tồn tại ở dạng vật chất. Trong cuốn sách About Time, Einstein's Infinite Revolution, tạm dịch về thời gian, cuộc cách mạng chưa hoàn thiện của Einstein, tác giả Paul Davy viết rằng nhiều thế kỷ trước, giám mục Augustine của nhà thờ Hippo, Bắc Phi, một trong những nhà tư tưởng nổi tiếng nhất thế giới về bản chất của thời gian, đã nói một cách đầy ẩn ý về thời gian. Nếu không có ai hỏi tôi vẫn biết, nhưng nếu có ai yêu cầu tôi nói cho anh ta điều gì đó, tôi lại không thể. Đối với thời gian và Chúa, Augustine và một vài nhà tư tưởng cơ đốc giáo cho rằng họ ở chốn thiên quốc vĩnh hằng, siêu xuất khỏi thời gian, bởi vì đó là nơi mà hiện tại không bao giờ kết thúc. Ở thế giới đó, thời gian không trôi qua như tại không gian chúng ta, thần nhìn một cái là thấy được tất cả đồng thời. Vậy nên, theo cơ đốc giáo cổ đại, Chúa không chỉ tồn tại bên ngoài thời gian, mà còn biết được tương lai cũng như quá khứ và hiện tại. Thời gian có lẽ vẫn là một trong những ẩn đố lớn nhất của nhân loại. Nếu con người mở rộng khỏi cái khung khoa học hiện hữu này, có lẽ chúng ta sẽ tìm thấy câu trả lời đã được lưu lại. Bí ẩn mặt trăng nam châm, to hơn hành tinh, nhìn thấy từ trái đất. Cuộc thăm dò mới của NASA đã hé lộ nhiều chi tiết đáng kinh ngạc từ Ganymede, mặt trăng to nhất của hệ mặt trời, quay quanh ngã khổng lồ khí sao Mộc. Dữ liệu mới từ tàu vũ trụ Juno của NASA cho thấy bức xạ mạnh đã biến đổi các vùng cực của Ganymede theo cách chưa từng thấy trước đây.
Theo tiến sĩ Alessandro Mura từ Viện Thiên văn Quốc gia ở Rome, Ý, thành viên nhóm nghiên cứu, trong chuyến tiếp cận cuối tháng 12 năm 2019, Juno đã lập bản đồ cực Bắc của vệ tinh này dưới ánh sáng hồng ngoại và hé lộ hiện tượng kết tủa plasma ở khu vực này. Plasma này là các hạt điện tích từ mặt trời, bị giữ lại bởi từ trường cực mạnh của hành tinh mẹ, sao Mộc. Không giống bất kỳ mặt trăng nào khác của hệ mặt trời, Ganymede có hẳn một từ trường của riêng nó, như một hành tinh giúp đưa phễu plasma về phía các cực của nó. Hiện tượng này đã từng được quan sát tại trái đất với một cái tên rất quen thuộc, đó là cực quang. Hiện tượng này khiến băng ở hai cực của mặt trăng này bị nén, trở nên vô định hình ở cấp độ cấu trúc. Mặt trăng Ganymede là mặt trăng lớn nhất của sao Mộc và cũng lớn nhất trong hệ mặt trời. Nó có bán kính bằng 0,413 lần trái đất, tức to hơn cả sao Thủy hay sao Diêm Vương. Mặt trăng này lớn đến nỗi, trong những giai đoạn sao Mộc tiến gần trái đất, chúng ta có thể nhìn thấy nó bằng các dụng cụ quan sát thiên văn cá nhân. Trước Juno, một tàu vũ trụ khác của NASA là tàu Galileo từng viếng thăm mặt trăng khổng lồ này. Chính tàu vũ trụ này phát hiện ra từ quyền của Ganymede kèm một đại dương ngầm. Sự thật chết chóc về tín hiệu ánh sáng từ không gian trái đất bắt được. Ánh sáng lạ trông như một ánh đèn flash nhấp nháy từ không gian xa thẳm, được xác định là từ một thiên hà nằm cách trái đất 140 triệu năm ánh sáng. Nhóm nghiên cứu từ Đại học Northwestern và Đại học Công nghệ California, Mỹ đã lần theo tín hiệu lạ này và xác định nó chính là đám tang rực rỡ của một ngôi sao khổng lồ. Ngôi sao khổng lồ được cho là đã chết một lần và co lại thành sao lùn trắng, một vật thể bé nhỏ hơn nhiều nhưng có năng lượng khủng khiếp. Sao lùn trắng tiếp tục chết bằng cách bùng nổ thành một siêu tân tinh rực rỡ. Tuy nhiên, nếu là cái chết đơn thuần, tín hiệu ánh sáng trái đất bắt được sẽ không mạnh mẽ đến thế. Có thể có bàn tay vô hình của năng lượng tối trong cái chết của ngôi sao này. Năng lượng tối cũng là nguyên nhân khiến ánh sáng phát ra từ siêu tân tinh chủ yếu là tia cực tím. Theo tiến sĩ Adam Miller từ Đại học Northwestern, thành viên nhóm nghiên cứu, tia cực tím trong một vụ nổ sao là điều rất đặc biệt, chưa từng được tìm thấy trong các vụ nổ sao trước đây. Năng lượng tối được cho là chiếm khoảng 68% năng lượng vũ trụ, nhưng chưa bao giờ được quan sát trực tiếp bởi vì nó quá tối. Tuy nhiên, khi đồng hành với vụ nổ sao lần này, năng lượng tối đã lộ diện một cách gián tiếp bằng cách khiến cho vụ nổ phát ra tia cực tím bí ẩn. Một nguyên nhân nữa khiến vụ nổ quá lớn là ngôi sao hóa siêu tân tinh đã chết vì ăn quá no, tức ngấu nghiến một ngôi sao còn sống khác trong hệ nhị phân. Nó đã vỡ bụng mà chết, hoặc là ngôi sao đồng hành cùng biến thành sao lùn trắng, sau đó hai sao lùn trắng hợp nhất và tạo thành siêu tân tinh kép. Bí ẩn hành tinh ma có thể sở hữu mặt trăng có sự sống. Một hành tinh bị thất lạc cách trái đất 620 năm ánh sáng vừa được khám phá trở lại với nhiều yếu tố thú vị. Hành tinh mang tên NRTS-11b thuộc về một hệ mặt trời khác với trung tâm là một sao mẹ loại G, được phát hiện bởi vệ tinh khảo sát ngoại hành tinh TESS của NASA từ năm 2018. Nhưng sau đó, nó đột ngột biến mất trong vòng 27 ngày, rồi bất ngờ xuất hiện trở lại trong ống kính của kính viễn vọng Next Generation trên JET Survey đặt tại Chile trong vòng 79 ngày liên tục. Các nhà thiên văn đã tìm hiểu và cho biết sự biến mất kỳ lạ đó là do sự di chuyển của TESS đã vô tình để hành tinh bí ẩn trên đi vào góc khuất của ống kính. Cuộc đào thoát, ngoạn mục khỏi thợ săn hành tinh TESS đủ gây chú ý và nhóm nghiên cứu đứng đầu bởi tiến sĩ Samuel Gill từ Đại học Warwick Anh đã quyết định tìm hiểu sâu hơn về nó. Hành tinh này quay quanh sao mẹ mỗi 35 ngày và được cho là hành tinh khí, khối lượng khoảng 0,344 sao Mộc. Tuy nhiên, nó lại mát hơn nhiều so với sao Thủy và sao Kim của hệ mặt trời. Với nhiệt độ 160 độ C, nó vẫn nóng hơn nhiều so với tiêu chuẩn để tồn tại những dạng sống thông thường. Nhưng không phải hoàn toàn mất hy vọng, vì hành tinh này nằm ngay sát cạnh vùng Goldilocks, vùng sự sống của sao mẹ. Các nghiên cứu thiên văn trước đó cho thấy khu vực gần vùng sự sống này, trong một số bối cảnh đặc biệt, vẫn có thể tồn tại một hành tinh hoặc mặt trăng đủ mát để nước tồn tại dưới dạng lỏng, cũng như các dạng sống ngoài trái đất. Vì vậy, chúng ta hoàn toàn có quyền hy vọng hành tinh này sở hữu vài mặt trăng, và một trong số các mặt trăng đó đủ chuẩn cho sự sống, giống như một số mặt trăng của hệ mặt trời, như Europa của sao Mộc hay Enceladus của sao Thổ.
Hai mặt trăng này được cho là có nước, nhưng nằm rất xa vùng sự sống vốn chỉ được giới hạn từ sao Kim đến sao Hỏa của hệ mặt trời.